mình có 42 thợ, rồi mình có 30 cái pedicure chair, mình có 7 phòng facial, làm facial mình là làm microblading, massage, waxes, full services, you know, separate makeup for weddings, stuff like that. So we more like như day spa vậy á. Đi nhiều tiệm lắm rồi, mình cũng coi nhiều tiệm, lúc nào cũng tiệm nào vô cũng không có window, không có gì, ngồi lúc nào cũng tường không à. Thành ra lúc mà design cái tiệm này muốn khách ngồi phía nào cũng thấy window hết. Lúc mà cho người ta design cái construction mà cái building á, là muốn nói là nếu mà khách ngồi trong chỗ nào trong tiệm phải thấy window, phải thấy ánh sáng, sáng phải thấy đường, phải thấy good view, giống như là ngồi chỗ nào trong tiệm phải có good view. Thành ra họ design cái tiệm là như 360, em ngồi chỗ nào cũng thấy được ánh sáng, thấy window, không có bị gò bó. Lúc mà nói chuyện với anh Dương, lúc order là mình nói ô tiệm mình muốn làm màu trắng, màu lợt, màu nào sáng sạch sẽ chứ không muốn gì. Thì anh Dương mới suggest ô em có cái loại bàn này xong rồi cho Hà coi, xong rồi mới chọn cái màu nào được, màu nào look good. Thì ông nói ô nếu mà chị nếu mà mix hai cái màu đi, giống như cái bên đây trắng với cái gray hay là một cái thì anh cũng khóc. Thì I pick the right furniture. Cái này là làm theo yêu cầu, custom hết, không có nào là pick sẵn hết. Là như Hà muốn cái màu này thì anh chưa, anh lão này cái loại gạch kia thì đổi hết, custom hết, không có nào mà theo sẵn. 3D đặt draw thì cho nhiều cái idea, nhờ cái mà 3D nhiều lắm. Anh gửi mấy cái 3D lần đầu tiên không thích để anh sửa lại nữa, anh mua cái này mua cái kia để cho mình thấy được vừa ý, mà rất là patient, ngồi nghe rõ ràng rồi xong làm đổi tới lui để cho Hà vừa lòng. Nhưng mà cái 3D rất là helpful, tại vì nó cho mình thấy rõ những là cái gì mình muốn làm. Rất là hài lòng, màu đẹp, ghế đẹp, rất là quality nặng, không có phải mà ngồi lên quẹo tới quẹo lui, rất là hài lòng. Nhưng mà cái hài lòng nhất là cái service, có người đem tới, đem vô, gắn, dọn dẹp ra hết. Cái đó là rất là hài lòng. Người ta nói là lớn nhất là 5 store phải không? Cái này cho 7 store luôn. Tại vì cái đó rất là hài lòng. Bây giờ nếu mà Hà có thể trả double cũng lợi service đây nữa. Tại vì á, khiên lợi, gắn xong rồi dọn dẹp, lấy hết thùng đi nữa. Cái đó là hài lòng nhất. So new store is highly recommended by me. Lúc nào cũng làm make sure customer happy, furniture, supply, everything delivery on time and follow through.